Chẳng chấp đường nhà anh
cứ đi bằng chân đất. Không sao, trưởng đoạn thần nhất lũ nhốt len bên giống qua đèn cần tất lâm vô miền Tây không có như không phải dễ. Chỉ cần gật đầu anh luôn luôn cho phải lễ ba con lỗi sớm hôm bao em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy, vậy đi, vậy đi nè, vậy ăn cái gì cho nó. Một mình lấn xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà cát thông gia. Mời em đi về quê anh treo xuống ba lá ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ra. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình nhị bái cao đường phù thề gia mãi đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Qua ngàn gian nan giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường cụ thể giao bái đêm nay ta say ta bái. Sắp năm nay xuống trời anh năm nay ơi buồn thấy em tự nhiên thắm đời em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi ngày mà em ngờ đâu anh mang trâu cao qua trước châu luôn mai đi ta sang giàu quá xa to thì có ra muốn thắm thì nghe xe mặn nồng yêu thương lắm mênh mông đi thì còn chẳng chờ chi nữa ngày mình bên nhau như
Xin hoan và đồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị đang đến với trung tâm hội nghị tiệc cưới Võ Gia trong hôn lễ tân hôn của đôi yên ương Salem và cô dâu Huỳnh Vy trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức cùng những người thực hiện chương trình, cho phép Lê Thái xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, hôn nhân luôn là giây phút quan trọng nhất của đời người. Đó là sợi dây liên kết để thắt chặt tình yêu của đôi lứa trong đời sống vợ chồng. Và khi chọn đời sống hôn nhân cũng chính là lúc mà chúng ta biết chia sẻ tình cảm của mình đến với người bạn đời trong mọi hoàn cảnh sống. Hãy biết yêu thương và tôn trọng nhau, cũng như hãy biết tha thứ cho nhau để giữ lấy tình yêu và giữ lấy hạnh phúc của mình cho trọn tình vệ nghĩa. Và thưa quý vị thân mến, trải qua suốt khoảng thời gian tìm hiểu và yêu thương, được sự chấp thuận từ phía hai bên gia đình, nên đôi yên ương đã quyết định tiến đến hôn nhân. Và ngày hôm nay, dưới sự chúc phúc từ phía gia đình, người thân và toàn thể ban hộ, thì ngay lúc này xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau lắng đọng trong minh phúc và cùng hướng mắt về phía sân khấu, đi đến với một phóng sự của một câu chuyện tình yêu được mang tên Salem và Huỳnh Vy. Xin mời. Thank you.
được phút hôm nay thì sự hiện diện của Đấng Sinh Thành là không thể thiếu, bởi không ai khác đó chính là Cha, là Mẹ, các vị đại diện cho hai bên gia đình. Và ngay lúc này chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện chủ hôn gia đình họ nhà trai. Về phía gia đình họ nhà trai, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía cổng chính và cùng dành một chỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón quý ông Thái Hòa Bình và quý bà La Thị Mội là song thân của chú rể, một chỗ tay nồng nhiệt để cùng chào đón họ. Cùng song hành cùng với đại diện gia đình họ nhà trai trong hôn lễ ngày hôm nay thì tiếp theo chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời đại diện gia đình họ nhà gái. Về phía gia đình họ nhà gái có sự hiện diện của mẹ và cậu năm của cô dâu, và chúng ta hãy cùng dành một tràng tay đồng nhiệt để cùng chào đón quý bà Trương Diễm Kiều và cậu năm của cô dâu đại diện cho gia đình họ nhà gái, một tràng tay đồng nhiệt để cùng chào đón. Hạnh phúc cho hai bên gia đình của chúng tôi cũng như cô dâu và chú rể. Và ngay lúc này thì đại gia đình chúng tôi sẽ được gửi đến tất cả quý vị chúng ta lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, và trong ngày vui hạnh phúc hôm nay thì không thể thiếu đi các vị đại diện phát biểu cho hai bên gia đình. Và ngay lúc này chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời ông ngoại và ông bảy của cô dâu sẽ tiến lên sân khấu để có đôi lời phát biểu, đôi lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị trong hôm lễ ngày hôm nay. Và chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn để cùng chào đón hai vị đại diện phát biểu cho hai bên gia đình chúng ta. Và trước tiên xin được trân trọng kính mời ông ngoại của cô dâu. Kính thưa quý phụ, quý ông, quý bà, kính thưa đàn mẹ quan viên và cổ họ, tôi là ông ngoại của cháu Thường Vi, xin ra mặt của họ nhà gái xin trân trọng gửi lớn lời chào mừng và kính chúc họ nhà trai, đặc biệt là họ nhà trai đến trước chúng tôi rất lòng hậu và thắm tình thắm nghĩa. Kính thưa quý vị, họ nhà gái chúng tôi đến đây có đầy đủ sự hiện diện quý ông, quý bà và chú bác cô dì và toàn thể anh chị em của tập họ nhà gái. Kính thưa quý vị, nhờ sự chứng thật và giúp đỡ của chính quyền hai địa phương và nhờ sự ủng hộ của hai gia đình, hai cháu đã đồng tình và chia sẻ với nhau những tâm sự và chia sẻ những nỗi niềm tâm sự với nhau. Hai cháu quyết định xác định cho mình mối quan hệ lớn nhất là tình chồng và nghĩa vợ. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ hôm nay, tôi xin đại diện cho họ nhà gái thay mặt cho mẹ của cô dâu xin kính thức cho cháu mình đi về làm dâu, làm con, làm một thành viên gia đình trong tập họ nhà trai. Và tôi cũng kính thức xin chấp nhận cháu sang em là dễ là con, là một thành viên của tập họ nhà gái. Kính thưa quý vị, kể từ nay hai cháu đã chính thức lên vợ làm chồng, hai gia đình thiết lập mối thông gia hữu hảo. Trước khi dừng lời, tôi xin kính chúc cho toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, quý toàn thể quan viên và bố họ sức khỏe an lành, cát tường như ý, và chúc cho hai cháu duyên cầm bền vững theo năm tháng, nghĩa tàu khăn thắm thiết muôn đời. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi, xin chân thành kính chào quý vị khách quý và toàn thể cô bác anh chị em đến tham dự buổi lễ vui ngày hôm nay. Tôi là ông bảy của cháu Quỳnh Như, cũng đại diện cho gia đình gửi lời chúc đến quý vị đã dành một cái thời gian vô cùng quý báu
đến tham dự buổi lễ du vi, giúp cho buổi lễ du vi tăng thêm phần quan trọng. Một lần nữa xin trân trọng kính chào. Và sau đây tôi xin chúc cho hai cháu trai tài gái sắc, bình bền duyên gai nhẫu, trăm năm hạnh phúc, và con là dâu hiền, con thảo của gia đình của bên vợ cũng như bên chồng, xin trân trọng kính chào. Thì ngay lúc này xin mời cô dâu và chú rể sẽ ra rượu cho đại diện hai bên gia đình thông gia để tỏ lòng thành kính lễ hiếu cho trọng kính mời. So nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one. Quý vị đã quen với phần nghi thức trao quà của gia đình chồng, đại diện hai bên gia đình tham gia trao quà để cô dâu và chú rể tại gia đình trong mọi lễ nhà xe. Một lần nữa xin được trân trọng hai bên gia đình xin cảm ơn quý vị. Và ngay lúc này xin mời ba mẹ cũng như cộng tâm sẽ cùng đến cùng review những điều đó với quý vị khách quý trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng nhau tiến đến nghi thức cắt bánh hạnh phúc. My life I found it missing peace. So as long as I live for love, you will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath. Sẵn sàng nâng cao chiếc đi của mình lên chợ. Hãy cùng điểm thật lớn quý vị nha. Và xin mời cả nhà. 1, 2, 3. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Với nụ nhau môi sẽ được chúc mừng hạnh phúc cho chú rể sang em nên yêu sắc đồng cùng cô dâu Bình Quy. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart I mean every word, so as long as I live alone. Falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live for love, you will have it all you. You look so beautiful.
Chuyện tình của tôi và em trong sáng như trăng rằm. Từ đầu bên nhau ta cùng mơ về tương lai nhé em. Có trăng có sao trên trời, có anh có em bên đời. Mình cùng nhau tay nắm tay vui đùa đi hết con đường. Ngóng bên dòng sông ai nhạc hoa trông giống như thiên thần. Lòng thầm bên đây muốn cùng em vui đùa và hát ca. La 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 la, la 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 la. Mong kết duyên đôi ta trăm năm suốt đời nhé em. Có phải em là mưa rào mà phải gió bay qua? Có phải em là sương mờ mà dần kinh lối đi? Làm mình say nắng biết bao lần đây cho anh ngất ngây lòng, cho tim anh trường thương trường nhớ mong chờ thôn thứ. Đám cưới bên đàn tân bừng làm anh thấy xôn xao. Cố gắng anh cày năm này để làm sao cưới em. Họ hàng cô bác ở xa về đây. Mẹ rằng rồi thương ai phải tỏ bày, lỡ thích anh em phải cúi cho đổ. Em chẳng sợ tương lai mình có khổ, chỉ cần anh cùng em đi qua ngàn bão tố. Con sống tình lên đền và nhấp nhô, về quê em yên bình không xô bộ. Mệt mỏi là con anh bước lại thành phố, nơi yên bình vẫn là đất miền Tây. Nhà em đủ ấm để anh không bỡ ngỡ, vừa đủ nồng để là khách bơ vơ. Nên anh ơi nơi đây có em chờ. Yeah. Anh đừng lo sợ khi trong tay chưa có gì, ruộng đồng nhà em bao la và bát ngát. Anh chịu hợp tác thì hai ta cùng phiêu bạc. Can you feel me? Ngóng bên dòng sông ai nhạc hoa trông giống như thiên thần. Lòng thầm bên đây muốn cùng em vui đùa và hát ca. La 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 la, la 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 la. Mong kết duyên đôi ta trăm năm suốt đời nhé em. Có phải em là mưa rào mà phải gió bay qua? Có phải em là sương mờ mà dần kinh lối đi? Làm mình say nắng biết bao lần đây cho anh ngất ngây lòng, cho tim anh trông thương trông nhớ mong chờ thôn thứ. Đám cưới bên đàn tân bừng làm anh thấy xôn xao. Cố gắng anh chạy năm này để làm sao cưới em. Họ hàng cô bác ở xa về đây hợp đôi mắt em rồi. Bằng trái cây trồng cao chúng ta cùng cơn nghiền. Có phải em là mưa sao nào phải gió bay qua? Có phải em là sương mờ mà dần kín lối đi? Làm anh say nắng biết bao lần đây cho anh ngất ngây lòng, cho tim anh trọn thương trọn nhớ mong chờ thôn thơ. Đám cưới bên đàn tân bừng làm anh thấy xôn xao. Cố gắng anh chạy năm này để làm sao cưới em. Họ hàng cô bác ở xa về đây hợp đôi mắt em rồi. Mang trái cây trầu cao chúng ta cùng cất nhìn. Anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà. Em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Còn một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đinh đang pháo nổ rộn ràng từ đây tiếp xe theo cha. Không có em thì anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà. Em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một.
rồi mình tò te tu tí mai sau đón thêm thằng cu. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, cho một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh đưa em về, và đáp cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê, đinh đang tàu nổ rôn đang từ đây tiếp xe theo cha. Vô là vô là vô, ngày vui mình cùng đừng ly, dòng tay phu thế càng gian ru tình. Say là say là say, ngày vui mình cùng say đi, để năm sau mình đón bé trai đầu lòng. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, chọn một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh đưa em về, và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê, linh đang tàu nổ rôn đang từ đây tiếp ở bên nhà. Thank you.
là một cặp vé xem Vina
áp dụng tại tất cả các dạp trên toàn quốc ạ. Hy vọng các anh chị sẽ là những người may mắn nhất trong ngày hôm nay ạ. Và không để các chị chờ đợi lâu, số đầu tiên đó chính là số mấy ạ? Các chị muốn số mấy ạ? Các chị muốn số mấy ạ? Cặp vé tên viên này dành cho các anh chị nào mà mới cưới hoặc là anh chị nào mà chưa có người yêu, thì chúng ta sẽ dẫn rớt của mình đi chơi trên viên. Đặc biệt là chúng ta đang có viên lạc mặt 7 nha các anh, lạc mặt 6 nha các anh chị, rất là hot. Cho nên chúng ta cố gắng, hy vọng các anh chị sẽ là những người may mắn nhất của ngày hôm nay ạ. Và số đầu tiên đó chính là số... Xin chúc mừng anh chị nào mà có lời cảm ơn mang số 4 ạ. Số 4 đó chính là năm sinh của vợ em, mà vợ em sinh năm 2004 ạ. Có anh chị nào mà có số 4 không ạ? Xin mời các chị nào số 4 ra đây dùng em ạ. Chủ nhân may mắn đầu tiên ạ. Đó chính là số... số 8 ạ. Các chị nào có số 8 không ạ? Năm sinh là tháng sinh của hai vợ chồng em ạ. Hai vợ chồng em sinh tháng 8 ạ. Có chị nào số 8 không ạ? Có rồi hả anh chị? Có ai số 8 không ạ? Lần thứ nhất ạ. Số 8 lần thứ 2 ạ. Chúc mừng chủ nhân thứ 2 ạ. 08 là tháng sinh của hai vợ chồng em. Hai vợ chồng em sinh tháng 8 nghe các anh chị. Và tiếp theo ạ. Số thứ 3 là số 96 ạ. Có anh chị nào mà mặc cầm số 96 không ạ? Thật tự nhiên có nhiều em ạ. Và 12 chị là số 12 không ạ? Thẹn thùng làm chi bé ơi, em đừng đi đâu, mình nên mình đến với nhau đi. Cuộc tình mình giờ ấm no tự do, ba má anh đã kêu tụi mày cua dính ai tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Thành tâm khấn 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 tạ ơn đấng trời đã cho con một cô gái xinh ơi. Vui lên đi vì không có đành lo chi, thế gian bao người
quá